Đoàn kiểm tra Ban Dân vận tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu đã kiểm tra việc thực hiện nghị quyết số 25 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới tại Ban Dân vận huyện Đất Đỏ và Đảng ủy xã Long Tân. Báo cáo với đoàn kiểm tra của tỉnh, Ban Dân vận huyện ủy Đất Đỏ cho biết, thực hiện nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Từ năm 2013 đến nay, toàn huyện Đất Đỏ có gần 2.500 mô hình điển hình dân vận khéo đăng ký thực hiện, trong đó 788 mô hình điển hình hiệu quả, có sức lan tỏa. Riêng với Đảng ủy xã Long Tân, 10 năm qua, địa phương tổ chức tiếp 175 lượt công dân, 9 lượt tiếp xúc đối thoại trực tiếp với người dân. Các ý kiến kiến nghị tại các buổi tiếp đều được giải quyết kịp thời. Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy đề nghị Ban Dân vận huyện ủy Đất Đỏ và Đảng ủy xã Long Tân tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả các mô hình dân vận khéo, tăng cường công tác phối hợp nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân.